xin tất cả mọi người chào mừng mọi người đã đến với kênh kiếm tiền online Cetic. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhá. Hôm nay thì mình sẽ review lại cho mọi người cái app Click Club. Ngoài việc xem video thì các bạn có thể nuôi cá và có thể kiếm được tiền. Bạn nào mà chưa biết cái trò chơi nuôi cá thì các bạn có hoàn toàn có thể tham gia và có thể kiếm được tiền từ cái kèo này nhá và mình rút hiện tại chỉ lơ vào là 0.1 đô cho lần đầu tiên. Khi mà các bạn tuyển rep thì lần đầu tiên thì các bạn có thể rút được là 3 đô và các lần tiếp theo thì sẽ là 10 đô nhá. Về tài khoản PayPal thì là cực kỳ là uy tín. Ngày hôm qua thì mình đã được thanh toán là hai lần nhá. Mỗi lần là 9.75 đô. Đấy là mình rút 7 10 đô thì sẽ bị trừ phí là 0.25 đô thì mình đã về được hai lần. Tại vì lâu lâu rồi tài khoản của mình nó không được duyệt uh, duyệt tiền về Nên hôm qua là mình được duyệt thì mình mới làm video lại cho mọi người Tại vì mình tưởng tài khoản của mình bị khóa rồi Tại vì hiện tại vẫn đang có hai lệnh từ ngày mùng 10 đến ngày 11 ấy, Mình vẫn chưa được về tiền Ok Nói chung là vui vui thì cũng sáng nay cũng nhận được là 20 đô từ cái kèo này Thì mình sẽ tặng một bạn may mắn nhất một cái thẻ Viettel 10.000 nhá Nếu mà bạn nào nạp được thì các bạn hãy comment ở dưới phần mô tả giúp mình Ok, đây là một chiếc thẻ Viettel 10.000 mã số thẻ nhá đây là mã số gì bạn nào nạp được thì comment ở dưới phần mô tả nhá còn bây giờ thì mình sẽ review cho mọi người về cách mọi người có thể nuôi cá và kiếm được tiền nhá ok thì bây giờ mình đang vào con cá của một cái nhà bạn ở nước ngoài thì mọi người có thể nhìn thấy là con cá vàng này đang có giá là 10,47 đô và bạn có hoàn toàn có thể bán được và có thể lấy được đô từ đô thì mọi người có thể rút về tài khoản paypal của mọi người nhá thời gian rút tiền chỉ rơi vào từ 1 đến 7 hôm thôi nếu mà nhanh thì là tầm một hôm thì nó sẽ về ví của mọi người Ok, bạn nào mà chưa chơi cái trò này thì các bạn có thể ấn dưới phần mô tả mình sẽ để link của cái trò này ở dưới thì các bạn có thể ấn vào sau đó nhập mã rep để ủng hộ mình một rep cũng như là mọi người sẽ nhận được là một đô đầu tiên. Ok. Nói chung là ở đây thì các bạn có thể kích vào mục xem video để mọi người xem video nhé. Mọi người sẽ hoạt động liên tục. Khi nào đủ min thì các bạn chỉ cần vào phần mi này. Sau đó thì mọi người sẽ kích vào chỗ class ba lem này. Đó, 3 lần mọi người sẽ kích vào đây Đây là mình đã rút rất là nhiều lần rồi Nên nó sẽ không có cái 0.1 Và cái mà tuyển rep lần đầu tiên nữa Hiện tại thì nếu mà các bạn tuyển rep Thì các bạn có thể rút được là 3 đô cho lần đầu tiên Và không mất phí nhá Mình sẽ kích vào phần lịch sử để cho mọi người xem Thì hiện tại đang có hai lệnh ngày mùng 10 và 11 Mình vẫn chưa được trả tiền mà hai cái lệnh ngày 15 và ngày 20 thì mình đã được trả tiền ngày hôm qua rồi nhá. Đối với những cái trường hợp mà mọi người như bị như thế này mà nó không báo phô thì hoàn toàn nó sẽ về cho mọi người nhưng ở cái thời gian lâu hơn thì mọi người có thì vào cái phần trang cá nhân này. Sau đó thì mọi người sẽ kích xuống cái phần support nhá. Mọi người có thể gửi mail cho nó về báo là tại sao tiền mọi người chưa về để người ta có thể hỗ trợ mọi người cách nhanh nhất nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ review cho mọi người cái trò câu cá này. à quên cho nuôi cá thì mọi người sẽ kích vào cái phần game này giúp mình nhá. Ok, mọi người sẽ kích vào cái phần con cá này. Rồi sau đó thì mọi người sẽ ấn enter để vào trò chơi nhá. Và ở đây thì mình sẽ có một lưu ý cho các bạn để cho các bạn có thể hoàn toàn có thể nuôi được cá và kiếm được nhiều tiền. Đó, đây, đây mọi người có thể nhìn thấy những cái con cá giật dẹo của mình không? <laughs> con cá của mình mới nuôi và có một lưu ý quan trọng là cái con cá vàng ấy. Có duy nhất là cái con cá vàng nó có tiền thì mình đã bán rồi mọi người ạ. Đó, mình sẽ vào phần ô cho mọi người nhé em nhé. Đây thì mình sẽ thăm cái anh ở bằng bạc đi. Đây là top thứ hai ấy. Mọi người có thể nhìn thấy một đàn cá siêu to khổng lồ. Đây là con cá vàng của anh nhá. Với cái giá là 10,47 đô. Ok, đây là kích vào cái con cá này. Nó lên là một 100.000 coi. 100.000 coi đổi ra cũng được khoảng là 10 đô đúng không? Tại vì mình cũng không rõ cái phần này nữa Tại vì mình ít khi đổi coi lắm Đó, thì các bạn có một lưu ý nhá nuôi gì thì nuôi, đừng bán con cá vàng đi Ở đây thì dàn cá của mình, mình đã bán con cá vàng đi rồi Và Thật là buồn á <laughs> à, Hiện tại thì không có con cá vàng Nên mình sẽ không có đô cho mọi người Nên mọi người lưu ý nhá nuôi thì nuôi không được bán sớm Mọi người cần phải nuôi to rồi Nếu mà có nhu cầu thì mọi người mới có thể bán thôi Ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy lên cái phần này này 7 trên 8 hiện tại thì uh, mắc tối đa khi mà mọi người chơi thì mọi người có thể mắc tối đa là bốn con bốn hoặc ba con gì đó nếu mà các bạn uh, có 7 trên tám này là các bạn có thể nuôi thêm thì các bạn sẽ ấn vào những cái phần ở đây thì mọi người lôi những con cá ra nhé ví dụ mình bút uh, in để mình cho nó ra rồi thì mọi người có thể nhìn thấy là 8 trên tám đúng không sau đó thì mình ra ngoài ở đây thì mọi người có thể mua thêm những cái cái trang trí này hoặc là cái hộp thức ăn nhé cái đây là bằng cái ngọc trai thì mọi người kích vào đây để mọi người mua thêm những cái đồ của nó ấy. hiện tại thì mình không mua được cái gì nên mình không mua ok mọi người sẽ nhìn này, kích ra cái hộp thức ăn này sau đó thì mọi người sẽ ấn phần fit này đây cái phần này để cho nó đấy mọi người có thể nhìn thấy không nếu mà các bạn hết cái phần miễn phí rồi thì nó sẽ trừ vào cái phần xu của mọi người trên này nhá và nó sẽ sinh ra ngọc trai và xu này thì mọi người sẽ kích vào đây đó thì các bạn lấy thôi Hiện tại uh, dàn cá của mình uh, nói chung là ật ơ quá Tại vì cái con cá vàng mình ham Và mình đã bán được là 0.19 đô các bạn ạ <laughs> uh, Mình ham và mình cũng không biết Tại vì mình tưởng là bán đi thì mình có thể mua lại Hoặc nó có thể sinh ra Nhưng nếu mà các bạn bán đi Thì các bạn sẽ không bao giờ có những con cá đấy nữa nhá Nhưng các bạn lưu ý cho mình là không được bán Cái con cá màu vàng đi Đấy, cái, cái con cá nhỏ nhỏ của mình này Đó Nói chung là trò này thì cũng chẳng có gì Các bạn có thể xem video này Ok, nó sẽ chạy theo cái phần dây này và sinh ra những cái hộp quà cho mọi người nhá. Để mình xem cho mọi người để nó sẽ có những cái hộp quà. Rồi, khi mà có hộp quà thì mọi người sẽ ấn vào reway giúp mình. Và mọi người kỹ lưu ý này, khi mà mọi người xem video ấy, thì mọi người chỉ nhận được ba hộp quà đầu tiên. Cái phần quà cuối cùng là để cho phần tuyển rep nhá. Khi mà các bạn mở hộp quà ra này, Rồi, thì nó sẽ lên những cái phần trăm ở đây này Ví dụ như 20 trên 20 thì mình có thể cào được Hôm nay mình cào rất là nhiều rồi Đó, như thế này mình không cào được Và hiện tại thì mình thấy mở ra thì được rất là nhiều đô luôn á Tại vì nó không như ngày xưa là mọi người phần phải random đun bếp Hiện tại thì nó chỉ có trang web là 9 thôi Mọi người sẽ nhận là một phần 9 ở trên cái bếp đấy và tỷ lệ mà mọi người trúng được 3 đô hay là 10 đô cực kỳ cao. Nên đây chính là cơ hội của mọi người. Và minzut cho lần đầu tiên chỉ là 0.1 đô. Và lần thứ hai nếu mà tuyển rep thì là không ba đô thôi nên hoàn toàn các bạn có thể rút về nhá. Và có một lưu ý là khi mà các bạn rút về thì các bạn có thể bán cho mình với min là hai đô nhá. Đấy chả bây giờ hiện tại mình đang thu cho cái ác phụ nữa nên mình sẽ thu cả hai đô còn bình thường mình đang thu là 4 đô á thì các bạn có thể bán cho mình. Uh, link ở Facebook của mình ở sẽ ở dưới phần mô tả nhá. Có cái vấn đề thắc mắc thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp qua Facebook của mình. Bye bye, hẹn gặp lại.